thưa quý vị, tiếp tục chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tiết mục Thuyết Vực Xoay Vần với chủ đề Quan hệ mù mờ giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung đã bước sang năm thứ năm và kết thúc hôm thứ Năm 10 tháng 7 2014 sau 2 ngày làm việc căng thẳng tại Bắc Kinh với kết quả khiêm tốn. Dẫn đầu buổi hội thảo về phía Hoa Kỳ do Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew, còn về phía Trung Cộng do Phó Thủ tướng Uông Dương và nhà ngoại giao cao cấp Dương Khiết Trì. Trong buổi hội thảo, họ đã đưa ra rất nhiều đề tài để thảo luận như vấn đề chiến tranh mạng, tài sản trí tuệ, trị giá đồng nguyên tức là đồng nhân dân tệ, chống khủng bố, tranh chấp trên Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Nhưng kết quả đạt được thì quá ít. Hai bên đều thỏa thuận là sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố, thực thi luật pháp và các mối quan hệ quân sự. Trong khi đó, hai vấn đề nhạy cảm nhất như là tranh chấp hàng hải và gián điệp mạng thì vẫn bị bế tắc. Dương Khiết Trì đúc kết là Trung Quốc tiếp tục bảo vệ hàng hải và lãnh thổ, do đó Mỹ nên có thái độ khách quan và công bằng, đồng thời tuân thủ lời hứa là không đứng về phía nào. Trái lại, Hoa Thịnh Đốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ không đứng về phía nào, nhưng chỉ trích cách ứng xử của Bắc Kinh tại Đông Nam Á. Kerry phát biểu là ăn cắp tài sản trí tuệ bằng gián điệp mạng là làm thiệt hại tới doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Và Dương Khiết Trì đáp lại là Trung Quốc muốn hợp tác các vấn đề trên mạng, trên nền tảng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Trước khi tham dự phiên đối thoại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng chúng tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ không có chiến lược đẩy lùi hoặc là gây tranh chấp với Trung Quốc. Việc này đã đẩy lợi thế sang phía phái đoàn Uông Dương. Bắc Kinh thường nhìn chính sách Hoa Kỳ thông qua Tổng thống Barack Obama nên cứ mạnh tiến trên con đường bành trướng. Nhưng thực tế thì đường lối quân sự tại Hoa Kỳ không nằm hoàn toàn trong tay của Tổng thống, mà còn có lập pháp và Bộ trưởng Tham mưu Liên quân. Nghị quyết SRES 42 với toàn bộ phiếu thuận tại Thượng viện Mỹ hôm 10 tháng 7, 2014 liệt kê hàng loạt vi phạm luật quốc tế của Trung Cộng và yêu cầu Bắc Kinh trả lại nguyên trạng Biển Nam Trung Hoa như trước ngày 1 tháng 5, 2014. Tại diễn đàn của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược hôm 10 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện ông Michael Roger phát biểu, chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh cho đồng minh và bạn bè trong vùng Đông Nam Á một cách trực tiếp và mạnh mẽ. Giới quân sự Mỹ càng ngày càng đẩy mạnh việc tăng gia hợp tác với các quốc gia đang bị Trung Cộng đe dọa, chuyển nhiều chiến cụ và vũ khí tối tân, cũng như là chuẩn bị tiếp cận các căn cứ quân sự trong vùng biển Đông Nam Á. Không ngoài mục đích là sẵn sàng hành động. Hiến pháp năm 1947 vừa được diễn dịch lại, Nhật Bản đã nhanh chóng tiến hành hoạt động hợp tác với quân sự Hoa Kỳ và Úc nhằm tăng cường lực lượng tại Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh có quyền kích động lòng yêu nước của dân chúng, xây dựng lực lượng quân sự, nhưng quốc tế thì tuyệt đối ngăn chặn hành vi bành trướng và bá quyền mà không ngại đến Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem.